Vinamtech toán lớp 1 phòng 3 năm 2017-18 này, bắt đầu này. Bắt đầu làm bài. Bài thứ nhất 12 con giáp này. Có bao nhiêu số 6? Ở đây ta thấy có 1 này, 2, vậy là có 2 số 6. Ok, ta chọn 2 số 6. Tiếp. Ở đây có bao nhiêu quả bí? 1, 2, 3. Đấy, đây là có 3 quả bí. Chọn có 3 quả này. Ok. Ở đây có bao nhiêu hình tam giác? Đây ta có 1, 2, 3, 4, 5. Đây ta đếm có 5 hình tất cả đúng không? Thì sẽ là có 5 hình. Ok. Tiếp. Có bao nhiêu lá cờ? Ta đếm có 1, 2. Vậy là có 2 lá cờ thôi. Chọn đáp án là 2 lá cờ. Tiếp, có bao nhiêu con bê? Ta đếm này, 1 con bê, 2 con bê, 3 con bê, 4 con bê. Vậy là có 4 con bê, đúng không? Ok. Tiếp này, ở đây có bao nhiêu hình vuông? Ta sẽ đếm này, 1, 2, 3. Đây, vậy là có 3 hình vuông. Ok. 3 hình vuông. Tiếp này, ở đây có bao nhiêu quả lê? Ta thấy đây là hai quả này là bí, không thể đếm. Đếm quả lê thôi. Vậy là có 1 quả lê, 2 quả lê, 3 quả lê. Đó, vậy là có 3 quả lê. 3 quả. Ok. Tiếp theo này, có bao nhiêu hình vuông này? Ta đếm nó có 1 hình vuông này, 2 hình vuông này, 3 hình vuông này. Vậy nó có 3 hình vuông. Vậy là tổng tất cả có 3 hình vuông này. Đấy, tiếp theo. Có bao nhiêu con ve? Ở đây mình thấy có mỗi con ve thôi, nên là có 1 con ve đúng không? Ok. Câu cuối này. Có bao nhiêu con cá? Đây con này rõ ràng là con bê hay con dê gì đấy này. Thì bây giờ ta chỉ có tính con cá thôi. Đây là con 1 con cá này, 2 con cá. Đấy, vậy là có 2 con cá. Ok. Hoàn thành bài thi thứ nhất, chuyển sang bài thi thứ hai này. Đi tìm kho báu, xem kho báu nó có cái gì nào. Đi cái tuần tự. Ở đây có bao nhiêu hình vuông? Ta đếm 1 hình vuông, 2 hình vuông, 3 hình vuông. Vậy là có 3 hình vuông, đúng không? Chọn đáp án là 3. Ok. Tiếp theo. Có bao nhiêu hình tam giác? Ta sẽ đếm số hình tam giác thôi. 1 hình tam giác, 2 hình tam giác, 3 hình tam giác, 4 hình tam giác. Hết rồi. Vậy là có 4 hình tam giác. Chọn đáp án là 4. Ok. Tiếp theo này. Có bao nhiêu hình vuông? Ta đếm số hình vuông ở đây có 1 hình vuông, 2 hình vuông, vậy là có 2 hình vuông. Ok. Tiếp theo, cứ thế đi thôi. Có bao nhiêu hình tròn? Ta đếm đây có 1 hình tròn, 2 hình tròn. Vậy nó có 2 hình tròn thôi, đúng không? Nó rất là dễ, các bạn chỉ việc đếm thôi. Không có gì khó cả. Đây có 4. Ở đây là có bao nhiêu hình vuông thì ta sẽ đếm đây có 4 hình vuông. Xem này. 1 hình vuông, 2 hình vuông, 3 hình vuông, 4 hình vuông á. Có 4 cái, vậy là chọn số 4. Bấm số 4 vào đây thôi, trả lời. Ok. Ta có thể về đích nhưng mà mình sẽ làm cho các bạn 4 câu quanh này. Quanh đích thì bao giờ khó nhất đúng không? Ở đây nó có bao nhiêu số? Ta đếm này có 1 số, 2 số, 3 số, 4 số và 5 số. Vậy là có 5 số tất cả thôi. Ok. Tiếp theo. Có bao nhiêu hình vuông? Ta thấy ở đây là có 1 hình vuông, 2 hình vuông, 3 hình vuông, vậy là có 3 hình vuông. Chọn số 3. Ok. Tiếp theo. Có bao nhiêu hình tam giác? Ta đếm ở đây có duy nhất 1 hình tam giác thôi, đây là 2 hình tròn đúng không? Vậy là có 1 thôi. 1 hình tam giác. Ok. Có bao nhiêu hình vuông? Ở đây ta nhìn thấy chỉ có 1 hình vuông duy nhất này thôi. Đây là 2 hình tam giác đúng không? Vậy là có 1 hình vuông, ta chọn số 1. Ok. Vậy là ta sẽ về đích. Xem kho báu nó có cái gì không? Chắc đấy trong kho báu đúng không? Toàn vàng bạc mới 100 điểm luôn. Đấy, hoàn thành bài thứ hai, chuyển sang bài thứ ba này. Giá kể mà hoàn thành nó mà cho cái dương vàng thật thì tốt quá. Ở đây toàn dưa hấu à. Bây giờ ta sẽ đếm. Đếm số dưa hấu đây. Đấy, đếm từng cái một. Thấy cái nào ít đếm trước. Cái này chỉ thấy có một quả dưa hấu này. Đấy, vậy là này sẽ là bé nhất. Sắp xếp từ bé đến lớn mà. Một quả dưa hấu.
Đấy, ta thấy nó có một quả dưa hấu, hai quả dưa hấu, đó vậy là có hai quả rồi, hai quả dưa hấu này, đây nữa có một quả dưa hấu, hai quả dưa hấu, ba quả dưa hấu, đấy, vậy là có ba quả dưa hấu, chọn số 3. B tìm số 4. Đây có một quả dưa hấu, hai quả dưa hấu, ba quả dưa hấu, bốn quả dưa hấu, vậy là có bốn quả dưa hấu đó, chọn 4 này. Bây giờ tìm chỗ nào có năm quả dưa hấu nào, đây hình này nhìn có vẻ ít, đếm xem nào. Một quả dưa hấu, hai quả dưa hấu, ba quả dưa hấu, bốn quả dưa hấu, năm quả dưa hấu, đó vậy là số 5 cần tìm luôn, chọn luôn. Tìm ra hình nào có vẻ ít nữa, đây hình này. Ta thấy có một này, hai này, ba này, 4 này, 5 này, 6 này, vậy là có 6 quả dưa hấu đúng không? Vậy chọn 6 quả dưa hấu. Xem cái hình nào có 7 quả nào. Đây hình này. Có 1 quả, 2 quả, 3 quả, 4 quả, 5 quả, 6 quả, 7 quả. Vậy nó có 7 quả dưa hấu đó. Vậy là chọn 7 thôi. Ok. Xem hình nào có 8 nào. Đây hình này. Có 1 quả dưa hấu, 2 quả dưa hấu, 3 quả dưa hấu, 4 quả dưa hấu, 5 quả dưa hấu, 6 quả dưa hấu, 7 quả dưa hấu, 8 quả dưa hấu cơ. Vâng, 8 quả. Ta sẽ chọn 8. 7 giờ thì phải đến 8 thôi. 8 thì sẽ đến 9 này. Bây giờ ta thấy cái hình này. Đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, vậy là có 9 quả. Ta sẽ chọn số 9 này. Đây, ta đếm tiếp ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy là có 10 quả dưa hấu. Với cả nó là cái cuối cùng người ta chắc chắn phải chọn nó rồi. Đây, vậy chọn nó. Ok. Vậy là hoàn thành. Hoàn thành bài thi thứ ba cũng là hoàn thành luôn. Vì Olympic toán lớp 1 vòng 3 năm 2017-18. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Ok, bye bye.